Yeah, welcome back. Chúng ta đã hôm trước chúng ta đã coi cái video trong tiếng Anh rồi đúng không? Chúng ta đã học được các cái chủ đề nào, các cái bài con số này. Xong rồi chúng ta còn học được các cái phép toán này. Thì hy vọng rằng là các bé đều rất là thích những cái video mà Miss Thảo giới thiệu nha. Rồi nếu mà có feedback gì thì mẹ cứ nhắn tin ha. Ok, và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái điều nó vui nhộn hơn nữa. Đó là các cái trò chơi bằng tiếng Anh về chủ đề numbers. Và nó sẽ có dành những trò chơi dành cho các bé nhỏ này, các bé lớn đều có thể học được ha. Đầu tiên là ưu tiên các em nhỏ. Thì đối với cái chủ đề các em nhỏ á, là sẽ học các cái numbers trước, các cái số đếm trước á. Thì mình sẽ học bằng cách là hầu như em nhỏ nào cũng thích tô màu và cũng có bút sáp màu hết. Thì chúng ta sẽ download ở trên internet những cái numbers mà hình đen trắng á. Chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ là numbers, hoặc là tracing number, hoặc là coloring numbers, thì nó sẽ ra được những cái bảng chữ cái. Ở đấy thì cô Thảo sẽ viết ra cho các bạn nha. Tracing numbers hoặc là coloring numbers. Thì khi mà mẹ type, mẹ đánh cái chữ này lên Google thì nó sẽ ra những cái sheet, hoặc là mẹ đánh thêm cái chữ sheet ở đằng sau nữa, thì nó sẽ ra được những cái bảng cho mẹ để về mẹ in ra, mẹ cho bé tô màu. Thì mình sẽ, hôm trước chúng ta đã học cái tô màu rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể nói này, let's color number one red, right? Let's color number two yellow. Bởi vì có rất là nhiều con số và con phải tìm đúng được cái con số đó. Thì đối với những cái anh chị mà đã lớn thì không sao, nhưng mà đối với các bé thì trò này nó cũng rất là hứng thú và giúp cho con nhận biết được cái mặt số á, nó rất là tốt á. Thì mình sẽ nói là let's color number five green, let's color number seven purple, let's color number nine blue, chẳng hạn như vậy. Thì bé sẽ biết được cái cách tô màu và bé cũng nắm được cái mặt số luôn ha. Đó là cái trò chơi thứ nhất khi mà chúng ta dành cho các bé rất là nhỏ. Ok, rồi những cái bé mà lớn hơn một xíu thì chúng ta có những cái trò chơi khác. Trò chơi này cô Thảo đã chuẩn bị đây rồi, rất là tiện luôn. Cả nhà có thấy cái gì đây không? Ở đây là có một cái bảng mà cô Thảo đã viết ra các cái con số không theo một cái trật tự nào đó cả. Và chúng ta sẽ chơi cái trò chơi này như sau. Chúng ta cần có hai người chơi và một người làm quản trò. Thì hai người chơi đây có thể là mẹ và con, còn người quản trò là ba. Hoặc là mình đổi lại là người chơi là bố, ba và mẹ, và người quản trò là con. Thì ở đây có một cái bảng chữ số rất là lộn xộn. Và chúng ta sẽ phải cần chuẩn bị hai cây viết, một cây viết, hai cây viết khác màu nha. Mình có thể sử dụng sáp cũng được, hoặc là bút bút chì màu cũng được, nhưng mà cái bút màu mà bút bút viết thì nó sẽ rõ hơn. Ví dụ là một người cầm màu đỏ, một người cầm màu xanh ha. Thì cái người quản trò sẽ đọc một cái con số, let's find number, let's find number nào. Ví dụ người quản trò sẽ nói là let's find number 20. Vậy thì cả hai người mà một người, hai người cầm bút á, sẽ dò xem thử 20 ở đâu, thì ai mà khoanh tròn được cái số 20 trước thì là cái đó là người đó thắng được một điểm. Sau đó lại người quản trò lại đọc tiếp là let's find number 14. Rồi hai người chơi lại bắt đầu tìm, và ai tìm được 14 sớm hơn, ở đây không có chữ 14 hay sao ấy, thì nếu mà ai tìm được 14 sớm hơn thì khoanh tròn. Now, rồi let's find number 25, khoanh tròn. Let's find number 19, khoanh tròn. Và cuối buổi khi đã đến được khoảng 5 phút đi thì chúng ta sẽ đếm lại xem thử là ai mà đọc được, ai mà khoanh tròn được nhiều con số hơn thì người đó chiến thắng. Cái trò chơi này nó có tác dụng như thế nào? Đối với cái người quản trò là người quản trò sẽ tập được một cái mẫu câu là let's find number đúng không? Nhưng đối với hai người chơi là hai người chơi sẽ phải phản ứng bằng, tức là đầu sẽ phải phản ứng nhanh với cái con số, vừa nghe vừa nhìn ra cái con số. Đó là tập cho con một cái phản xạ rất là tốt với con số bằng tiếng Anh. Thì trò chơi này các bạn có thể là bố mẹ có thể sử dụng cho những bé mà đã biết mặt số mặt chữ rồi á. Mặt số, đã biết mặt số rồi và đã hiểu được cái numbers rồi, đã học xong cái video về numbers rồi, thì cái trò chơi này nó có thể test lại rất là tốt. Ok, đó là cái trò chơi thứ hai mà cô Thảo muốn đề xuất cho ba mẹ ha. Rồi cái trò chơi thứ ba mà chúng ta có thể dạy con ở nhà về chủ đề numbers, đó là trò chơi sử dụng các phép toán. Thì như cái video trước cô Thảo đã hướng dẫn cho chúng ta về các cái phép cộng trừ nhân chia rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng lấy một cái phép cái cuốn tập này ra, xong rồi chúng ta sẽ viết các cái phép toán lên.
Tùy vào cái level của các bạn nha. Ví dụ như các bạn đang học lớp 1 thì có thể phép toán dưới trong phạm vi 10. Các bạn mà học lớp 2 thì có thể là phép toán trên phạm vi bao nhiêu đó. Thì mình có thể sử dụng các cái phép toán vào đây. Xong rồi trong 5 phút mình sẽ cho bé mình, hoặc là mình sẽ cho bé vừa làm vừa đọc luôn. Ví dụ như là 1 plus 2 equals 3, 5 plus 5 equals 10. Có nghĩa là vừa làm vừa đọc như vậy. Hoặc là mẹ viết hết một loạt các phép toán ra đây, và trong 5 phút con sẽ phải làm xong các phép toán đó và con đọc cho mẹ nghe. Nếu như trong 5 phút mà bé có thể đọc được tất cả các phép toán mà mẹ viết ra thì mẹ sẽ thưởng cho một cái điều gì đó mà bé thích, đi ăn kem chẳng hạn, hoặc là đi chơi chẳng hạn. Còn nếu mà bé chưa hoàn thành thì có thể là chúng ta sẽ thử thách thêm một lần nữa. Vậy bây giờ nếu mẹ đặt đồng hồ đếm ngược mà con mà hoàn thành trong cái giây phút này, trong cái giờ này, là mẹ sẽ thưởng cho con một cái điều gì đó con thích nha. Và bằng cái cách đó chúng ta sẽ giới hạn thời gian, bởi vì nếu mà không có thời gian thì bé không có biết cách để quản lý á. Thì chúng ta sẽ giới hạn thời gian và chúng ta giúp cho bé là trong cái khoảng thời gian đó phản xạ nhanh với các con số và phản xạ nhanh với tiếng Anh luôn. Cái trò chơi này nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn học tiểu học. Và nói chung là không phải là các bạn học tiểu học đâu, mà các bạn nào cũng vậy. Các bạn vừa học được tiếng Anh vừa học được toán luôn. Ok, vậy thì mẹ chỉ cần flexible, linh hoạt một xíu thôi là có thể tận dụng được cái ngôn ngữ để có thể dạy con luôn rồi. Hy vọng rằng là những cái trò chơi này đó đã giúp cho bố mẹ và con có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Trong cái video tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại, và cô Thảo sẽ lưu ý nhắc nhở chúng ta một số điều mà chúng ta cần lưu ý trong cái chuyện, trong cái chủ đề về numbers. Hy vọng rằng là cái chủ đề numbers này nó sẽ trở thành một cái phần rất là quen thuộc và rất là dễ học và rất là dễ áp dụng cho cả mẹ và con, để tiếng Anh nó trở thành một phần của cuộc sống. Nó là English or language for communication. Tiếng Anh là để giao tiếp chứ không phải là tiếng Anh để làm bài tập và chấm điểm. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.